Phục hồi rất tốt, có thể xuất viện rồi. Nào, ký trực tiếp vào đây. Là anh sao? Đúng vậy. Sao anh lại đến đây? Anh là chồng của em, đương nhiên phải đến rồi. Anh biết cái này không tính. Sao lại không tính? Là vì chưa lĩnh giấy chứng nhận kết hôn sao? Đi theo anh, chúng ta đi lĩnh chứng. Đi. Chúng ta thật sự tùy tiện lĩnh chứng như vậy sao? Không phải em nói muốn báo đáp anh sao? Sợ rồi. Em không sao, chỉ sợ anh không ok. Thẩm tiểu thư, chắc là em vẫn chưa hiểu rõ về anh. Anh xin giới thiệu, anh tên là Thịnh Thời Lễ, năm nay 28 tuổi, không hút thuốc, không uống rượu, quyển sách yêu thích gần đây. Được rồi, đi thôi, vào đi. Đợi một chút, sổ hộ khẩu vẫn chưa đến. Thịnh tổng. Thịnh Thời Lễ, anh giàu như vậy sao? Cuộc hôn nhân này chúng ta vẫn là đừng kết hôn nữa. Anh giàu như vậy sao? Cuộc hôn nhân này chúng ta vẫn là đừng kết hôn nữa. Không phải, tại sao chứ? Nói thật với anh, chúng ta khác biệt quá lớn. Gia cảnh tôi bình thường, bây giờ trên người tôi chỉ có vài nghìn tệ tiền tiết kiệm. Nếu hai chúng ta ở bên nhau, khái niệm về tiền bạc, khái niệm về chi tiêu đều không giống nhau. Hơn nữa, anh đối với chất lượng cuộc sống chắc chắn yêu cầu rất cao, chắc chắn sẽ có rất nhiều mâu thuẫn. Thực ra anh cảm thấy, thực ra mẹ tôi luôn muốn tôi gả cho một người giàu có, nhưng tôi chỉ muốn tìm một người bình thường, sống một cuộc sống bình thường, cho nên chúng ta không hợp nhau. Thực ra anh cũng không giàu, đây là bạn đại học của anh, làm tài xế cho người ta. Đúng vậy, đúng vậy. Chiếc xe đó là của ông chủ tôi, tôi lái trộn qua đây giúp cậu ấy một tay. Thật sao? Đúng vậy. Như vậy sao? Vậy chúng ta giàu thôi. Thịnh tổng, anh định kết hôn như vậy sao? Kết hôn chứ. Có phải anh quá vội vàng rồi không? Anh không định suy nghĩ một chút sao? Không ai có thể thích hợp hơn cô ấy. Đi thôi. Ừ, đi. Thịnh Thời Lễ đúng không? Đúng. Tôi về nhà trước nhé. Để anh tiễn em. Không cần, nhà tôi rất gần, đi bộ nửa giờ là đến. Nửa giờ? Thời tiết nóng như vậy, đi bộ. Như vậy có thể tiết kiệm tiền. Như vậy đi, đây là tất cả số tiền mà anh có. Anh có thể chuyển đến nhà em sống không? Tại sao? Nhà của anh đến hạn rồi. Nếu như chúng ta đã lĩnh chứng rồi, hay là sống chung với nhau đi. Được thôi. Đi. Nhà tôi hơi nhỏ, anh đừng để ý. Anh rất thích. Như vậy, bất kể em đứng ở đâu, anh đều có thể nhìn thấy em. Kết hôn với anh, vui như vậy sao? Ừ, như vậy mẹ em sẽ không đánh chủ ý lên em nữa. Chủ ý gì? Mẹ em muốn gả em cho một người đàn ông mập đã ly hôn 3 lần để kiếm tiền sính lễ. Đừng sợ, bây giờ em là vợ anh. Bà ấy muốn đưa em đi, bắt buộc phải bước qua xác của anh. Không cần bạo lực như vậy, chỉ cần anh bảo vệ em là được. Không vấn đề. Không được. Mặc dù chúng ta đã lĩnh giấy chứng nhận kết hôn, nhưng mà vẫn là những người lạ quen thuộc. Những việc như này đợi sau này hắn làm. Vậy làm thế nào mới không xa lạ nữa? Đem nghĩ đã. Sau này xin hãy chỉ giáo nhiều hơn. Em đây là thông báo một chút để những người có ý định xấu nhìn thấy. Anh cũng thông báo. Như vậy không còn xa lạ nữa đúng không? Vẫn còn xa lạ, nhưng mà thân thiết hơn một chút. Vẫn còn xa lạ, nhưng mà thân thiết hơn một chút. Xin lỗi, anh nghe điện thoại. Thẩm Anh, tao nói cho mày biết, bây giờ lập tức xóa bài đăng trên dòng bạn bè cho tao. Alo, Thời Thịnh Lễ, bài đăng trên dòng bạn bè của cậu là ý gì? Ý trên mặt chữ. Thật sự kết hôn rồi, kết hôn với ai? Con không, tao hỏi mày, có phải mày cố ý đăng cho người họ Dương kia thấy không? Tao nói cho mày biết, mày hãy chết tâm đi. Cậu không quen, gặp một lát không phải là quen rồi sao? Như vậy đi, tối nay tôi tổ chức một bữa tiệc tối. Cậu đưa chị dâu qua đây. Người họ Dương, bây giờ đang trên đường.
ngày mai sẽ bắt mày lại để kết hôn. Không được. Tại sao? Tôi sợ cậu dọa bảo bối của tôi. Mẹ điên rồi sao? Mẹ đây là đang buôn bán người. Cái gì? Mày là con gái tao, tao là mẹ của mày. Tao tìm nhà chồng cho mày, đó là điều hiển nhiên, ai cũng không quản được. Má cái, pháp luật quy định nghiêm cấm sắp xếp, mua bán và bất kỳ mọi hành vi cản trở quyền tự do kết hôn. Hành vi của bác đã được xem là hành vi phạm pháp. Bác gái, pháp luật quy định nghiêm cấm sắp xếp, mua bán và bất kỳ mọi hành vi cản trở quyền tự do kết hôn. Hành vi của bác đã được xem là hành vi phạm pháp. Cậu là ai? Quản con gái tôi? Cần cậu chó mồm vào sao? Con xin tự giới thiệu, con tên Thịnh Thời Lễ, là chồng của anh. Sau này chuyện của cô ấy chính là chuyện của con. Ai cũng đừng hòng mắc nạt cô ấy. Alo? Alo? Sao vậy? Là chồng em đẹp trai quá sao? Đừng nói nữa, anh như vậy trông cũng rất giống bá đạo tổng tài. Nhưng mà mẹ em nhất định sẽ gọi người đến bắt em. Không được, chúng ta phải mau chạy. Đừng vội. Giờ hay anh có một người bạn làm du lịch cho thuê, liên quan đến bất động sản. Để anh nhờ cậu ấy kiếm cho chúng ta một căn nhà. Thế nào? Ngôi nhà này được chứ? Thời Lễ, cái này đắt quá rồi. Trên người em chỉ có 2.000 tệ, cộng thêm 1.000 tệ của anh là 3.000, chỉ đủ thuê một phòng nhỏ ở chỗ này. Chị Du, chị yên tâm, chị chỉ thuê một căn phòng đơn nhỏ, phòng khác không thuê. Hai người có thể ở tạm. Nếu có người thuê, chị chuyển ra là được. Anh thấy được, em thấy sao? Thích không? Thích căn nhà này không? Không thích. Anh thấy vẫn là thuê căn nhà này đi. Anh nói em nghe, người bạn này của anh trước đây mượn anh 2 vạn, vẫn chưa trả cho anh. Anh cũng không tiện mở miệng. Sống ở đây cũng giống như cậu ta đổi hình thức trả tiền cho anh. Thật sao? Thật đó. Cảm ơn anh, Thịnh Thời Lễ. Đây là ngôi nhà tốt nhất mà em từng ở. Được rồi, em đến nơi rồi, anh đừng tiễn nữa. Em làm việc ở đây? Em làm việc bán thời gian ở siêu thị, chịu trách nhiệm tiêu thụ sữa chua. Đúng rồi. Cái này anh cầm lấy, 2 vạn tiền thuê nhà, để em kiếm được tiền sẽ đưa cho anh một nửa. Không thể chiếm lợi của anh. Anh không cảm thấy em chiếm lợi của anh, em không cần. Như vậy sao được, đầu năm không ai kiếm tiền dễ dàng. Hơn nữa, đây được coi là tài sản trước hôn nhân của anh. Đợi sau này anh kiếm ra tiền, đưa tiền cho em, làm tiền chi tiêu gia đình. Được, mấy giờ em tan làm? Bình thường tầm 10 giờ, lúc siêu thị đóng cửa. Muộn vậy sao? Hoặc là bán hết sữa cũng được. Nhưng mà bây giờ em không bán hết hàng, nên bình thường 10 giờ tan làm. Chiều nay anh đến đón em. Anh đừng đến sớm quá, nếu không chỉ có thể đứng đợi ngây ngốc. Yên tâm, chiều nay nhất định sẽ bán hết. Vậy phải mượn lời may mắn của anh rồi. Tạm biệt. Tạm biệt. Alo, sắp xếp tất cả mọi người đến siêu thị mua sữa chua, địa chỉ tôi sẽ gửi cho cậu. Rồi mà mới bán được 3 hộp. Nếu vẫn như vậy, công việc bán sữa chua này cũng không giữ nổi mất. Hình như là cô ấy. Ừ, đi thôi. Xin chào, hai người mua sữa chua sao? Đúng vậy. Hôm nay công ty phát phúc lợi, mỗi người chúng tôi được lĩnh một phần. Kho của cô có đủ không? Chúng tôi cần khoảng 1.000 hộp. Bao nhiêu? 1.500 hộp đi, như vậy an toàn hơn. Cái đó tôi sẽ đến nhà kho xem.
Nếu như trong kho không đủ, tôi sẽ gọi điện cho nhà cung ứng mang một ít qua. Chờ chút nhé. Đơn vị chục, trăm, nghìn, vạn. Thỉnh thời lễ, anh đúng là phúc tinh của em. Dưới lời chúc tốt đẹp của anh, em không những bán hết sạch sữa chua, còn bán hết số sữa chua trong 3 ngày của nhà cung ứng. Bà xã của anh thật lợi hại. Thực ra cần phải cảm ơn ông chủ lớn. Anh ấy mời cả công ty uống sữa chua. Anh nói xem, con người anh ấy thật tốt. Vậy em cảm thấy anh ta tốt hay anh tốt? Anh ta tốt. Anh ta để cho em kiếm được 10.000 tệ đó. Đùa anh thôi. Là anh tốt, anh là tốt nhất. Thật sao? Thật đó, em thề. Còn thật hơn vàng. Vậy em hôn anh một cái, hôn một cái, anh sẽ tin em. Đáng ghét. Một cái thôi, bà xã. Đi. Ở kia. Đi. Mẹ. Mẹ. Sao vậy? Mẹ em đến rồi. Mẹ em. Thẩm Anh, đồ đê tiện này, sắp kết hôn rồi, cõi đây trêu ghẹo với người đàn ông khác, xem ta có đánh chết mày không? Đánh thử xem. Quá đáng rồi đấy. Mẹ, con nói rồi con không gả. Thẩm Anh, có phải mày điên rồi không? Không gả cho Dương Đại Phán, chẳng lẽ gả cho tên nghèo này sao? Nhìn xem nó mặc cái gì. Vừa nhìn đã biết mua ở sạp hàng rong, từ đầu đến chân chắc cũng chỉ 50 tệ. Mày nhìn Đại Phán người ta xem. Nhìn xem, dây chuyền vàng, đồng hồ vàng, nên chọn ai còn chưa rõ sao? Bọn con đã lĩnh chứng rồi. Cái gì? Lĩnh chứng rồi? Bà họ Thẩm, bà phải nói rõ chuyện này cho tôi. Chuyện này là thế nào? Người tôi cần là hoàng hoa đại khuê nữ đọc qua sách, không phải là một đôi giày rách. Đại Phán, cậu đừng nghe nó nói linh tinh. Tôi là mẹ nó, tôi còn không rõ nó kết hôn hay chưa sao? Tiểu tử, nếu có bản lĩnh thì đưa ra 30 dạng tiền sính lễ. Nếu không có thì ngoan ngoãn rút lui. Đại Phán người ta sống ở thôn Dương Hà, sắp nhận được 1 triệu tiền bồi thường phá dở. Còn cậu, một tên nghèo nàn, có thể đem lại cái gì cho con gái tôi? Thôn Dương Hà, 1 triệu tiền bồi thường phá dở. Đúng vậy. Người như cậu, e là 10 năm không ăn không uống, cũng không tích góp được số tiền đó. Đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Alo. Hàng mục phá dỡ ở thôn Dương Hà tiến hành như thế nào rồi? Tạm dừng. Cho tôi. Tạm dừng. Cho tôi. Một con khỉ từ đâu chạy ra? Ở đây nhảy lên nhảy xuống. Sao? Mặc bộ quần áo vào thì nghĩ mình là người rồi sao? Hạng mục ở thôn Dương Hà được ký kết bởi tập đoàn Thịnh Thế. Tập đoàn Thịnh Thế đó cậu có biết không? Đó là nơi to nhất và giàu nhất toàn quốc. Cậu á, ngay cả một món hàng hiệu cũng không mua nổi, còn ở đây cố làm ra vẻ. Hàng hiệu? Thịnh tổng, đổi sang bộ quần áo này đi. Đây là bộ quần áo tôi mua cho cậu ở sạp hàng rong. Tôi thấy cực kỳ phù hợp với hình ảnh bây giờ của cậu. Cút. Ok. Sao? Không phát điên nữa sao? Không điên được nữa đúng không? Một cuộc điện thoại, cậu liền có thể, cậu có thể dừng hạng mục Dương Hà. Cười chết mất. Nhìn bên ngoài xinh hơn trên ảnh nhiều. Đại Phán, vậy hôn sự của chúng ta lúc nào? Thật đáng tiếc, lại là hàng đã qua tay. Đúng rồi, hàng đã qua tay, bà còn dám đòi 30 vạn tiền sính lễ. Đại Phán, đừng đi. Đừng có mơ. Đại Phán, đừng nghe nha đầu này nói bậy. Nó chưa yêu đương bao giờ, nó chỉ đang nói dối thôi. Đại Phán, cái thứ lòng lan dạ sói, mối hôn sự tốt như vậy lại bị mày làm mất. Em trai mày cũng không lấy vợ được nữa, mày vừa lòng rồi chứ? Em trai mày cũng không lấy vợ được nữa, mày vừa lòng rồi chứ?
Thịnh Thời Lễ, anh không sao chứ? Con nha đầu chết tiệt, mày trốn đâu? Ra đây, cậu là ai? Thả tôi ra. Xin lỗi. Thả tôi ra. Xin lỗi đại ca, tôi đến trễ rồi. Anh không sao chứ? Anh hay là cứ để anh tự làm đi. Đừng động. Dầu hoa hồng phải trà nóng mới tốt. Sao anh lại ngốc vậy? Không nghĩ gì đã xong lên rồi. Em vừa làm phẫu thuật bị họ đánh, ngộ nhỡ làm em bị thương phải làm sao? Sao anh lại đối xử tốt với em như vậy? Sao anh lại đối xử tốt với em như vậy? Chúng ta là vợ chồng, đối xử tốt với em không phải là điều nên làm sao? Nhưng em cũng sẽ đối xử tốt với anh. Cộng thêm một độ thân thuộc đúng không? Đáng ghét. Mức độ thân thuộc cộng thêm 50. Đây là... Được, tôi biết rồi. Sao vậy? Anh không vui sao? Công ty trước em phỏng vấn đối với em, em không qua phỏng vấn. Em cần tìm một công việc mới sao? Đương nhiên rồi. Lúc đại học em học ngành copywriter. Em làm việc bán thời gian ở siêu thị, chỉ là tạm thời. Bây giờ tìm việc rất khó. Copywriter? Anh có một người bạn làm trong lĩnh vực copywriter. Anh có thể giới thiệu em với cậu ấy. Thật sao? Thật. Tập đoàn MK, đây là công ty kế hoạch quảng cáo lớn nhất trong nước. Thịnh Thời Lễ, bạn có anh lợi hại vậy sao? Là một người bạn bình thường, em không quen. Được rồi, chúng ta vào thôi, đừng đến muộn. Em chỉ là một sinh viên bình thường, em có thể không? Vợ à, em phải tin vào bản thân. Hơn nữa, anh thấy chắc chắn sẽ được. Vậy để em thử, kiếm được tiền em sẽ nuôi anh. Được, vậy thì nhờ cả vào bà xã. Đợi eo của anh đỡ hơn chút, anh sẽ làm việc cùng em. Ừ. Được rồi, mau vào đi. Bà xã, cố lên. Vợ à, em phải tin vào bản thân. Hơn nữa, anh thấy chắc chắn sẽ được. Vậy để em thử, kiếm được tiền em sẽ nuôi anh. Được, vậy thì nhờ cả vào bà xã. Đợi eo của anh đỡ hơn một chút, anh sẽ làm việc cùng em. Ừ. Được rồi, mau vào đi. Bà xã, cố lên. Cô là Thẩm Anh. Chào anh. Không cần căng thẳng, CV của cô tôi đã xem qua rồi, rất ưu tú. Tập đoàn MK chúng tôi cần những nhân tài như cô. Chúc mừng cô được tuyển rồi. Tôi không đồng ý. Một sinh viên vừa tốt nghiệp tại một trường đại học hạng 3 cũng dám ép tôi nhận. Được rồi, chuyện này quyết định như vậy đi. Quyết định rồi ư? Tôi nói rồi, tôi không đồng ý. Cô là phó tổng hay tôi là phó tổng? Đừng tỏ ra giải thiên kim tiểu thư nhà họ Hứa ở đây với tôi. Vị này là tổ trưởng tổ kế hoạch, sau này cô sẽ làm việc cùng cô ấy. Được, anh đừng có hối hận. Trước tiên cô ngồi ở đây đi, nghỉ ngơi một lát, sau đó đợi tổ trưởng Hứa Doanh sắp xếp công việc cho cô. Vâng. Thịnh Thời Lễ, em tìm được việc rồi. Thật sao? Bà xã của anh giỏi quá. Không có, vẫn là nhờ có sự giúp đỡ của anh. Sao rồi, công việc thuận lợi chứ? Rất tốt. Anh thì sao? Anh đang làm gì? Anh sao? Anh đang dọn dẹp vệ sinh. Vất vả cho Bảo rồi. Tan làm, em sẽ mời anh ăn một bữa ngon. Những tài liệu này, photo 20 bản trong vòng nửa tiếng. Chào tổ trưởng Hứa, số tài liệu này có cần đánh dấu và chú thích không? Dựa vào cô là cái thái gì? Alo, Trần Lập Doanh, chuyện này là sao? Sao lại để Thẩm Anh đến chỗ Hứa Doanh? Sao Thẩm Anh lại không ở chỗ làm việc của cô ấy? Vừa rồi tổ trưởng Hứa gọi cô ấy đi rồi. Hứa Doanh này, cậu nói xem, ô dù của thực tập sinh này rất lớn phải không? Hình như vậy. Tổ trưởng Hứa hình như rất tức giận rồi. Cô ấy cũng là đi cửa sau, còn khinh thường người khác. Cô nhỏ tiếng một chút, cẩn thận cô ấy bị xử lý.
Thẩm Anh, cô đúng là có bản lĩnh. Cô dám lén lút mách lẻo tôi. Tổ trưởng Hứa, có phải chị hiểu nhầm gì không? Tài liệu chỉ cần em in xong rồi. Có cần em mang vào phòng cho chị không? Đừng tưởng có Trần Tổng chống lưng, cô liền có thể muốn làm gì thì làm. Còn có đừng trách tôi không nhắc cô. Con của Trần Tổng sắp đi mẫu giáo rồi. Tổ trưởng Hứa, cô nói gì vậy? Tôi nói gì lòng cô tự biết. Đừng có mỗi ngày đều không đứng đắn, chỉ muốn làm tiểu tam. Tổ trưởng Hứa, nói chuyện thì phải có chứng cứ. Tôi đã kết hôn rồi, không phải tiểu tam. Cô hãy xin lỗi tôi đi. Nói chuyện phải có chứng cứ. Tôi đã kết hôn rồi, không phải tiểu tam. Cô hãy xin lỗi tôi đi. Chứng cứ? Cô hỏi tôi chứng cứ? Trần Tổng từ trước đến nay chưa từng hỏi qua vấn đề phỏng vấn, lại đích thân phỏng vấn cô. Còn vì cô mà đến hỏi tội tôi. Một sinh viên tốt nghiệp đại học loại ba như cô, không dựa vào việc lên giường, sao có thể vào MK? Mong cô đừng hạ nhục tôi. Càng không được hạ nhục MK. Hạ nhục ư? Thật nực cười. Rốt cuộc là ai đang hạ nhục ai? Thẩm Anh, sự tồn tại của cô chính là nỗi nhục lớn nhất của MK. Tôi nói lại một lần nữa, tôi đã kết hôn rồi, tôi không phải tiểu tam. Trước ngày hôm nay tôi cũng chưa từng gặp qua Trần Tổng. Đừng nghĩ ai cũng có tư tưởng bẩn thỉu như cô. Cô nói gì? Tôi thừa nhận tôi rất thích MK. Nhưng nếu tập đoàn MK đều như cô, tôi thà chọn từ chức. Nhưng trước khi rời đi, tôi muốn cô phải xin lỗi tôi. Cô dám uy hiếp tôi? Hứa tiểu thư, nói không được thì động thủ, đúng là xấu tính. Đây là vợ của anh sao? Cũng đanh đá phết. Sao vậy? Sao vậy? Lâm Tổng, chuyện này là sao? Lâu lắm mới đến công ty một chuyến, từ xa đã nghe thấy hai người cãi nhau. Không có gì, chỉ là thực tập sinh mới đến ức hiếp người khác, xảy ra một vài hiểu lầm với tôi mà thôi. Cô thì sao? Có gì muốn nói không? Chào Lâm Tổng, tôi vào đây thông qua phỏng vấn nghiêm túc. Hứa tiểu thư sỉ nhục tôi vào được đây giao lên giường. Tôi hy vọng cô ấy xin lỗi tôi. Cô... Trần Tổng đâu? Gọi cô ấy qua đây. Không phải mọi việc sẽ rõ sao? Lâm Tổng, như vậy không tốt sao? Những việc như vậy người trong cuộc chắc chắn sẽ không thừa nhận. Hỏi hay không chẳng phải cũng cùng một đáp án sao? Cô cũng biết là sẽ cùng một đáp án sao? Vậy cô còn hỏi gì nữa? Mau xin lỗi cô Thẩm đi. Xin lỗi xong thì đi làm việc. Lâm Tổng, chẳng lẽ muốn tôi xin lỗi cô sao? Xin lỗi. Được rồi, tập đoàn MK rất thích những người trẻ có cá tính như cô. Hy vọng việc hôm nay sẽ không ảnh hưởng đến cô. Sau này để tổ trưởng Trần đổi nhóm khác giúp cô làm việc thật tốt, tiếp tục nỗ lực vì MK. Cảm ơn Lâm Tổng. Làm việc tốt, tôi có cái nhìn rất tốt về cô. Thịnh Thời Lễ, sao anh lại đến đây? Anh đến đón em tan làm. Sao lại vui như vậy? Lúc trước gọi điện thoại không phải có chút lạc lõng sao? Nói cho anh nghe, hôm nay đi làm có một bà điên tìm em gây rối. Sau đó chủ tịch MK xuất hiện, giúp em giáo huấn cô ta. Cô ta tức đến phát khóc. Lâm Hải, bà xã của tôi bị bắt nạt, cậu mau đến đòi công đạo giúp tôi. Vui vậy sao? Vậy chúng ta đến nhà hàng. Được, đi thôi. Em mời anh. Đi thôi. Thời Lễ? Không thể nào, anh ta không phải là Thời Lễ. Tiện nhân, dám làm tao mất mặt, sớm muộn gì cũng khiến cô chết trong tay tôi. Không ổn rồi, em ăn no quá rồi. Bà xã, không ăn được nữa thì thôi, ăn nhiều sẽ rất khó chịu. Vậy không được, sao có thể lãng phí? Được, vậy lần sau anh sẽ ăn nhiều hơn để anh chịu ủy khuất. Sao vậy? Sao vậy? Thịnh Thời Lễ, anh lợi hại quá. Anh dọn dẹp nhà sạch sẽ quá. Thịnh Tổng, anh vội vội vàng vàng quay về như vậy, không phải là vì việc này đấy chứ? Đúng vậy, vì để làm xong việc này trước cuộc họp 2 giờ chiều nay. Không phải chứ, Thịnh Tổng, tôi thấy anh vẫn là... Gọi má Dương ở nhà cũ qua đây. Má Dương,
Đúng vậy, hơn nữa, anh xem nhà anh lau. Thực ra, ai vậy? Để anh đi xem. Ừ. Ai đấy? Người giao hàng, gõ nhầm cửa thôi. Em đi tắm trước đi, không phải ngày mai vẫn đi làm sao? Không nên đi muộn. Anh thì sao? Em tắm trước, lát nữa anh sẽ tắm. Vậy em vào trước. Ok. Bà nội, sao bà lại đến đây? Bà nội, sao bà lại tìm được đến đây? Bà đến thăm cháu dâu. Bà nội, bà lại tìm được đến đây? Cháu gọi má Dương đến đây dọn dẹp. Đương nhiên là bà biết. Bà nội, đứa trẻ này, tránh ra để bà xem cháu dâu. Bà, bây giờ chưa phải lúc. Cái gì mà chưa phải lúc? Bà thăm cháu dâu còn phải đợi sao? Tôi thật đáng thương. Đến tuổi này rồi, khó khăn lắm mới có cháu dâu, còn không được gặp. Tôi đúng là số khổ mà. Bà ơi, bà đừng giả vờ nữa. Một giọt nước mắt cũng không có. Đừng giả khóc nữa được không? Thằng nhãi này, gọi cháu dâu ra đây cho bà. Thời lễ có người đến sao? Không có gì, em cứ yên tâm tắm đi. Bà nội, không phải chứ, con lại để cháu dâu sống ở một nơi như thế này. Không được, mau dọn đồ đạc cùng bà về nhà cũ. Bà nội, việc này cháu nhất định sẽ giải thích với bà, nhưng không phải bây giờ. Bà về trước đi, cháu đảm bảo nhất định sẽ đem cháu dâu về nhà cũ, được không? Bà nội. Thời lễ, sao anh vẫn đứng ở cửa vậy? Không có gì. Xin chào cháu dâu. Chào cháu dâu. Thẩm anh giới thiệu với em, đây là bà Lâm hàng xóm. Bà Lâm. Bà Lâm sao? Bà Lâm, đây là vợ cháu, Thẩm Anh. Vợ cháu có chút ngại ngùng nên chưa chào hỏi bà. Bà à, để cháu dẫn bà lên lầu. Bà nội, cháu dâu này của bà ghét giàu có, cô ấy không thích người có tiền. Bà đừng gây loạn thêm nữa được không? Thù gì cơ? Ghét sự giàu có chính là ghét người có tiền, bà hiểu không? Bà cũng là một bà già mệnh khổ, bà cũng rất nghèo. Bà nội, những cái khác cháu không nói nữa. Nào, nghèo ở đâu? Đeo chiếc vòng tay phỉ thúy mấy trăm vạn. Không phải, bà, cái này cũng là đồ bán ở sạp hàng. Bà nội Lâm, cháu ở bên trong nghe thấy ở cửa có người nói chuyện, liền ra xem, không làm phiền hai người chứ? Không phiền, không phiền. Không phiền, không phiền. Bà chính là thích nói chuyện với mấy cô gái nhỏ. Xinh quá. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Trong nhà có anh chị em không? Bà còn có mấy đứa cháu trai cháu gái chưa kết hôn, có thể giới thiệu cho chúng. Cháu 21 tuổi. Bà nội, hôm nay không còn sớm nữa, cháu đưa bà về. Anh, bọn anh đi đây, anh tiễn bà. Bà ơi, đi thôi. Cháu ngoan. Lần đầu nhìn thấy cháu, bà đã thích cháu rồi. Cái này là dây chuyền nhựa bà mua ở sạp hàng tặng cho cháu. Đeo chơi. Để sau này bà có tiền sẽ mua cái thật tặng cháu. Vậy cháu cảm ơn bà nội Lâm. Bà à, đi thôi. Bà à, không còn sớm nữa. Đi thôi, đi thôi. Được rồi, đừng tiễn nữa. Bao giờ ở cạnh cháu dâu đi. Bà à, cháu xin bà, sau này bà đừng đến nữa. Cháu dâu tốt như vậy, bị bà dọa chạy mất. Cháu không tìm được người thứ hai đâu. Cháu nghĩ 60 năm qua bà sống vô ích sao? Yên tâm, bà tự có tính toán, sẽ không dọa cháu dâu. Bà có tính toán là được rồi. Đúng rồi, bà quay về mắng má Dương giúp cháu. Làm hạ nhân đừng ăn nói bừa bãi. Được, quay về bà sẽ đưa hồng bao cho má Dương. Cảm ơn bà ấy nhiều năm như vậy vẫn nhớ đến bà già này. Được rồi,
Quay về đi. Lát nữa cháu dâu thấy cháu đứng cạnh chiếc siêu xe 5 triệu tệ này sẽ ghét cháu đấy. Được rồi, quay về đi. Tạm biệt bà nội. Thời Lễ, Thời Lễ, sao anh ở đây? Thật sự là anh sao Thời Lễ? Cẩn thận. Thời Lễ, quả nhiên anh vẫn còn yêu em, có phải không? Chẳng lẽ anh vẫn đang hận em sao? Xin lỗi, năm đó xúc ngoại là em sai, là em phụ tình cảm của anh. Nhưng trong tim em vẫn luôn có anh. Từ trước đến nay em chưa từng quên anh. Em vẫn rất yêu anh. Hứa tiểu thư, Hứa tiểu thư, uống say rồi nên nghỉ ngơi. Thời Lễ. Bà xã, anh về rồi. Về rồi hả? Táo ngọt quá. Sao trên người anh lại có mùi rượu? Còn có nước hoa của phụ nữ. Còn có nước hoa của phụ nữ. Chuyện này là sao? Bà xã, em đừng nhắc nữa. Vừa rồi dưới lầu có một người phụ nữ say rượu, chắc là do lúc đó. Xem ra đẹp trai cũng là một loại phiền não. Thịnh Thời Lễ, xem ra đàn ông ở bên ngoài cũng cần bảo vệ bản thân. Tuân mệnh bà xã. Được rồi, mau đi tắm đi, cả người đầy mùi. Vâng. Thời Lễ, anh có điện thoại. Nghe đi, sao lại tắt rồi? Bà xã, có việc này anh phải trao đổi với em. Nhưng em phải hứa với anh, em sẽ không tức giận. Anh nói đi, để em xem có nên tức giận không. Thực ra anh... Nghe đi. Nghe đi. Vợ à, không nghe được. Thời Lễ, cuối cùng anh cũng nghe máy rồi. Em đau đầu quá. Anh có thể đến xem giúp em được không? Không được. Thời Lễ, anh bận lắm sao? Tôi đương nhiên bận rồi. Bận ở cùng bà xã của tôi. Anh, có phải em giận rồi không? Em không có. Em không giận. Thật sao? Thật sự không giận. Thật sự không có. Mới lạ. Tức giận là tốt. Tức giận có nghĩa là thích, có nghĩa là để tâm. Nếu việc này ở trên người anh cũng giận. Anh, đều tại anh. Cả người toát ra mị lực quyến rũ. Anh tuấn tiêu sái, khí độ phi phàm. Cho nên cuộc gọi vừa rồi là của người đồng nghiệp mới hôm nay bắt nạt em. Đúng vậy. Anh, nghe anh giải thích. Anh muốn giải thích cái gì? Giải thích anh dùng mị lực quyến rũ đồng nghiệp sau lưng em sao? Thực ra anh với Hứa Doanh quen nhau từ lâu. Từ lâu? Nhưng anh thề, bây giờ anh tuyệt đối không có bất kỳ quan hệ gì với cô ấy. Anh có thể chứng minh bằng hai tay của mình. Hai người quen biết từ lâu, cô ấy còn có số của anh. Nhưng anh không cho cô ấy vào danh sách đen. Vậy hai người có quan hệ gì? Anh nói không được sao?